hoàng đế Đại Tần Doanh Kỳ hôm nay đến đây diệt hết Sơn Trang Hộ Long này, đồng thời cũng tuyên bố về thanh danh của mình trong thiên hạ, mở đường cho Thiết Kỵ Đại Tần tương lai. Nghe Doanh Kỳ nói vậy, Chu Vô Thị và cả Sơn Trang Hộ Long đều bị sốc, nhưng ngay sau đó họ phá lên cười và nhìn Doanh Kỳ với vẻ mỉa mai. Bọn họ chẳng tin về lời tiên cáo vừa rồi, bởi trong thế giới này, ai cũng biết Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Hoàng Thái Tử Doanh Kỳ, nhưng lại không biết quá nhiều về Doanh Kỳ. Hôm nay ta đã tiên cáo về mình, nên đừng gọi ta là vô danh gì đó. Cho các ngươi một cơ hội, nếu không muốn đối địch với ta có thể rút lui, ta sẽ không giết, còn nếu chọn đối đầu, giết không tha. Mắt Doanh Kỳ hẳn lên tia sát khí, cảm giác chết chóc bao trùm khắp Sơn Trang Hộ Long. Cảm giác này khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự uy hiếp vô hình. Doanh Kỳ nói xong, Yến Nam Thiên bước sang một bên tách khỏi đám võ giả. Trận chiến hôm nay ta không tham gia. Sau hành động này, các võ giả cũng kháo nhau đứng sang hàng ngũ khán giả của Yến Nam Thiên. Một lúc sau hơn phân nửa đã đứng bên đó, nhưng những đại tông sư lại chỉ có số ít không tham gia. Các vị, hắn là cường giả cảnh giới thiên nhân, giết hắn nhận được thần binh thiên giới, ai có thể đối đầu với cảnh giới thiên nhân? Nghe Chu Vô Thị nói, các đại tông sư bên ngoài đại sảnh đều sôi sục, gần 30 người xông về phía Doanh Kỳ. Nhìn thấy vậy, Đông Phương Bất Bại và Đinh Xuân Thu nhìn nhau, ánh mắt hẳn sát khí với Doanh Kỳ, nhưng dù cùng mục đích, bọn họ vẫn không ra tay. Nhìn những đại tông sư đang lao về phía mình, Doanh Kỳ mắt lóe lên tia sát khí, lập tức rút Lăng Xương kiếm, kiếm ý đáng sợ phát ra, bao trùm lên Sơn Trang Hộ Long. Doanh Kỳ cười khẩy, thần niệm khẽ động, sức mạnh ý cảnh dội ra, trong nháy mắt, một ánh sáng đỏ như máu, xen lẫn ánh sáng màu vàng bao phủ lên người Doanh Kỳ. Màn sáng này nhanh chóng nhốt các đại tông sư đang tấn công vào trong cảnh vực ý thức. Ngay sau đó, Doanh Kỳ từ từ bay lên lạnh lùng nhìn bọn họ, một khí thế đáng sợ tỏa ra khắp người hắn và bùng phát ngay lập tức với áp lực quá lớn. Vô số lốc xoáy tập trung quanh người Doanh Kỳ, tạo thành cơn bão dữ dội trong vực cảnh ý thức. Những cơn lốc xoáy dần tụ lại hình thành bóng của Phong Ma Thần, những tiếng gió gào hú xé tai, chân nguyên trong đan điền chuyển động liên tục. Trong chớp mắt, phía sau Doanh Kỳ lại xuất hiện một tam tôn ma thần, mỗi một tôn đều có sức mạnh cực đỉnh của bốn thuộc tính, đó, lửa, sấm sét, trùng lên cảnh vực ý thức. Bốn tôn ma thần bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình, cảm giác chết chóc lập tức vây lấy nơi này. Bên ngoài cảnh vực, Chu Vô Thị, Yến Nam Thiên, Đông Phương Bất Bại và Đinh Xuân Thu đều dán chặt mắt vào cảnh vực này, nhưng cảnh vực nhanh chóng trùm lên bọn họ không còn thấy tình hình bên trong nữa. Nhưng sức mạnh khủng khiếp này, dù có là cao thủ cỡ nào, bọn họ cũng phải dè chừng. Đông Phương Bất Bại xông thẳng đến cảnh vực, Đinh Xuân Thu cũng không kém cạnh, nhưng khi bọn họ có được ý cảnh, cảnh vực lại bỗng dưng biến mất, mọi thứ bên trong đều bày ra trước mắt mọi người. Tất cả đều sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mặt, thi thể đầy trời, không cái nào lành lặn, nhưng từ những cái xác đó có thể thấy nỗi đau đớn mà họ phải chịu trước khi chết. Đông Phương Bất Bại và Đinh Xuân Thu lập tức dừng bước, hoang mang với cảnh tượng này. Trong chốc lát đã giết nhiều đại tông sư như vậy, dù các cường giả như họ có hợp sức cũng không làm được, đủ để thấy sức mạnh của Doanh Kỳ đã vượt xa hẳn bọn họ. Doanh Kỳ phất tay, xác mấy đại tông sư đang lơ lửng đều rơi hết xuống đất. Vốn có thể sống thọ cả nghìn năm, giờ chỉ còn những cái xác không hồn, tất cả đều không thể sống lại. Đến lượt các ngươi rồi, Doanh Kỳ liếc nhìn đám võ giả bình thường, mà trọng tâm chính là Đông Phương Bất Bại và Đinh Xuân Thu. Doanh Kỳ lập tức triệu hồi huyết hổ, con quái thú khổng lồ lập tức xuất hiện ở Sơn Trang Hộ Long, huyết hổ gầm lên rồi nhào thẳng vào bọn họ. Một con huyết hổ cấp 4 xử đám võ giả bình thường sẽ như bỡn, ngay lập tức Sơn Trang Hộ Long máu chảy thành dòng xác chết la liệt. Chậm cho các ngươi cơ hội ra tay, giống như lúc Tào Chính Thuần và Lưu Hỷ bị giết, Doanh Kỳ nhìn Đông Phương Bất Bại và Đinh Xuân Thu, nhưng cả hai đều không dám ho he, không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Tiểu Lang Quân hiểu lầm rồi, tất cả đều là hiểu lầm. Hôm nay ta tới chỉ xem thôi, chứ không có ý đối đầu với Tiểu Lang Quân. Đông Phương Bất Bại gượng cười bao biện, trốn những việc hắn vừa làm. Lão Phu cũng vậy chứ chẳng có ý định đối địch, Đinh Xuân Thu cũng thay đổi thái độ. Xem ra các ngươi không ra tay nữa, cũng được, các ngươi không trân trọng cơ hội ta ban thì thôi. Doanh Kỳ cười lạnh, Lăng Xương kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ ngầu, bách bộ phi kiếm. Doanh Kỳ hô lớn, Lăng Xương kiếm chém xuống, Đông Phương Bất Bại và Đinh Xuân Thu cả hai lập tức tập trung chân nguyên trong đan điền, tạo thành hàng rào bảo vệ chính mình. Nhưng kiếm ý cứ thế chém bay hàng rào của họ, khiến lớp rào chắn này vỡ nứt. Bách bộ phi kiếm đã luyện đến giới đỉnh, lại kết hợp với cực phẩm kiếm Lăng Xương, hai người hoàn toàn không phải đối thủ. Cả hai tuyệt vọng khi thấy hàng rào vỡ vụn, nhưng họ không thể làm gì để thay đổi. Đông Phương Bất Bại và Đinh Xuân Thu dãy ruộng, quay lại hét lên với Chu Vô Thị, Chu Vô Thị, bọn ta chiến đấu vì Đại Minh, lẽ nào ông định khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu chúng ta chết, Đại Minh sẽ thành trò cười cho thiên hạ, ông còn không mau ra tay? Chu Vô Thị lạnh lùng bay lên không trung, một khí thế đáng sợ tỏa ra từ người ông ta, luồng khí này xuất hiện khiến tất cả võ giả đều sợ hãi. Chu Vô Thị lại là cường giả thiên nhân, đúng là tâm cơ thâm sâu. Ngoài mặt ông ta thể hiện chỉ ở mức đại tông sư cấp cao, nhưng thực chất lại che giấu cảnh giới thiên nhân, thiên hạ đều bị Chu Vô Thị qua mặt. Sau khi thể hiện ra, Chu Vô Thị lơ lửng trên không, mang theo cảm giác ma mị xông về phía Doanh Kỳ đánh một trường. Nhưng muốn dùng điều này đẩy lùi Doanh Kỳ cứu được Đông Phương Bất và Đinh Xuân Thu, hai người họ cũng mừng. Nhưng họ đã đánh giá quá thấp Doanh Kỳ, thấy Chu Vô Thị đánh đến, Doanh Kỳ chỉ liếc nhìn rồi xuất chiêu đối đầu. Thiên Sơn Lục Dương Quyền,
một cú đấm nội lực đối đầu trực diện với Chu Vô Thị, khoảng không dung chuyển, Chu Vô Thị bị đánh bất ngờ bật lui lại. Danh Kỳ nhìn Đông Phương Bất Bại và Đinh Xuân Thu, chân nguyên lập tức tăng vọt, Lăng Xương kiếm phát ra sát ý ngút trời, màu đỏ như máu càng lúc càng đậm, hàng rào bảo vệ mà cả hai cố tạo ra lúc này đã vỡ vụn, khoảnh khắc đó, trong mắt cả hai ngập tràn tuyệt vọng. Kiếm ảnh thần binh hóa ai cũng không thoát được, kiếm nhanh chóng chém tới, Đông Phương Bất Bại tóe máu, xử xong Đông Phương Bất Bại, kiếm nhanh chóng lấy đầu Đinh Xuân Thu, thân xác cả hai đứng sững trong không trung, chỉ có máu tươi bắn tung tóe từ cổ, chân nguyên hai người duy trì cả hai bay lượn trên không trung cũng nhanh chóng biến mất, xác cả hai nhanh chóng rơi xuống, hòa cùng đống xác chết trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sững sờ, Danh Kỳ nhìn về phía Chu Vô Thị đang hoảng sợ, cho ông cơ hội ra tay giống bọn họ. Chu Vô Thị vẻ mặt âm trầm, nhưng nắm đấm chặt lại, đủ hiểu ông ta đã chọn cái gì, ánh mắt nhìn Danh Kỳ cũng vô cùng dè chừng. Cuối cùng Chu Vô Thị quyết định bay vọt lên, quay đầu bỏ chạy về phía triều đình. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, thần hầu gan dạ Chu Vô Thị, một cường giả giấu cảnh giới thiên nhân lại bỏ chạy, Danh Kỳ nhìn vậy không khỏi bật cười. Lòng bàn tay lập tức ngưng tụ hàng chục mảnh băng mỏng, đồng thời rơi hết xuống, bên dưới là ngọn lửa đốt cháy tạo thế băng hỏa tương liên, bùa sinh tử. Danh Kỳ hất tay một cái, mấy chục mảnh băng lập tức đuổi theo Chu Vô Thị, nhưng thấy bị truy đuổi, Chu Vô Thị cũng không lo lắng mà mặc kệ nó. Nhưng ngay sau đó mảnh băng đã đánh vỡ rào cản chân nguyên của ông ta, lạ là chân nguyên mạnh mẽ đó lại bị những mảnh băng mỏng dính phá vỡ. Nếu nhìn kỹ, những đốm lửa nhỏ xíu đã lao đến đốt cháy lá chắn chân nguyên của ông ta. Ngay sau đó mấy chục mảnh băng đánh thẳng vào người Chu Vô Thị, rồi xâm nhập vào kinh mạch của ông ta. Ban đầu Chu Vô Thị không có bất cứ cảm giác gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Ông ta đâu biết mình là vật thử nghiệm đầu tiên của cho bùa sinh tử của Danh Kỳ. Lúc này, huyết hổ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, giết hết toàn bộ địch, Sơn Trang Hộ Long trở thành một mớ hỗn độn. Mọi người nếu không có chuyện gì thì ra về đi, ta vẫn còn một số việc phải giải quyết. Danh Kỳ nhìn những võ giả đứng ngoài cuộc. Cuộc tàn sát hôm nay sẽ được lan truyền nhờ chính bọn họ cũng không phải là địch của mình, đây mới là mấu chốt. Danh Kỳ tuy không phải thánh nhân gì nhưng hắn cũng không phải ác ma. Cả Sơn Trang Hộ Long ngoài Yến Nam Thiên, tất cả những người khác đều đã bỏ đi. Sao ngươi không đi? Danh Kỳ mỉm cười nhìn Yến Nam Thiên. Ta đến vì ngươi, sao đi được? Yến Nam Thiên bình thản nhìn Danh Kỳ. Ta muốn đấu với ngươi một trận, ngươi thắng, ta bán mạng cho ngươi. Còn ta thắng, ngươi chết. Nghe vậy, Danh Kỳ bật cười. Tu vi của Yến Nam Thiên không yếu, ít nhất là ở cấp độ thứ 8 của thiên nhân giới. Nếu có thể khuất phục được hắn sẽ bổ sung cường giả cho Đại Tần. Yến Nam Thiên không nói nhiều lời, xẹt một cái đã di chuyển đến khoảng không trước mặt Danh Kỳ. Ngay sau đó, một đường kiếm sắc bén phát ra từ trên người Yến Nam Thiên, thậm chí nó còn sắc hơn của Danh Kỳ ban nãy. Lúc này, khoảng không trên Sơn Trang Hộ Long, hai cường giả đang đối đầu nhau, khí tức trên người họ khiến cả không gian chấn động, tạo nên một cơn bão năng lượng vô hình, chấn động cả khu vực cách đó cả trăm dặm, gần như đã đến bờ sụp đổ. Thần kiếm quyết, Yến Nam Thiên khẽ hô, lập tức dùng đến võ kỹ mạnh nhất của mình, một kiếm phá vạn pháp, kiếm xuyên hư không. Kiếm sắc bén chuyển động, cả Sơn Trang rung chuyển dưới kiếm. Đánh bại ngươi, chỉ cần một chiêu, Danh Kỳ nói với sự uy vương của một đế quân. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh ập xuống, bao trùm toàn bộ Sơn Trang, khiến mọi tòa nhà trong đó đều vỡ nứt, thậm chí con rồng đá khổng lồ ngoài điện cũng không tránh khỏi. Ngay sau đó, bóng chín con rồng xuất hiện sau lưng Danh Kỳ, thiên uy nghiêm trên người hắn ta càng khủng khiếp hơn. Các tòa nhà bắt đầu đổ sập xuống, luồng sức mạnh này quét tới đâu, mọi thứ gần như bị hủy diệt. Nhưng Yến Nam Thiên vẫn cầm kiếm tiến lại gần Danh Kỳ. Độ sắc của thần kiếm quyết cũng rất đáng sợ, nhưng uy thế đạo đế không chút chần chừ, nhất kiếm định càn khôn, cửu long chấn thiên. Danh Kỳ hô lên, mặt đất bầu trời đều rung chuyển. Đột nhiên chín con rồng sau lưng Danh Kỳ bỗng hóa thành rồng thật, phát ra tiếng gầm long trời. Cửu long chấn thiên, chín con rồng bay vào các tầng mây, bao lấy Yến Nam Thiên. Dù thần binh của hắn có cực kỳ sắc bén, cũng chẳng là gì với chín con rồng. Trong khoảnh khắc, chín con rồng đều xông về phía Yến Nam Thiên, ngay lập tức chúng hợp nhất tấn công. Thần kiếm quyết, Yến Nam Thiên hét lên, trong mắt hắn không có sự sợ hãi, chỉ có khí thế chiến đấu bừng bừng. Hắn vận động tất cả đan điền chân nguyên mạnh nhất phát ra đối đầu với chín con rồng. Sức mạnh chấn thiên và thần kiếm tạo thành vụ nổ lớn, ngay lập tức, lực va chạm khủng khiếp của thời gian lan rộng ra khắp đất Đại Minh. Sóng ánh sáng năng lượng đi qua tạo ra một làn sóng xung kích không thể tưởng tượng được. Sóng xung kích quét qua tất cả các tòa nhà, như thể một thảm họa tận thế vừa qua, từng tòa nhà đổ sập xuống, nơi sóng quét qua tất cả đều bị san phẳng. Tại trung tâm của sức mạnh này, Yến Nam Thiên vẫn cầm kiếm để chống lại sức mạnh của Cửu Long Chấn Thiên. Nhưng nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi toát mồ hôi lạnh, đủ thấy hắn đang gồng tới mức nào, gần như không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp đó. Cuối cùng khi sức mạnh của Cửu Long Chấn Thiên đạt đến mức mà Yến Nam Thiên không chống lại được nữa, sức mạnh rung trời dữ dội hơn lan rộng. Toàn Sơn Trang Hộ Long bị san bằng hoàn toàn, mặt đất thậm chí còn trũng xuống, tạo thành một cái hố rộng cả mấy chục dặm. Yến Nam Thiên đứng dưới cái hố đó, thần binh đã cắm xuống đất, hắn quỳ gục xuống và nôn ra máu, khuôn mặt tái nhợt, hắn bị trọng thương. Đúng như Danh Kỳ đã nói, đánh bại Yến Nam Thiên chỉ một chiêu là đủ. Sức mạnh của Cửu Long Chấn Thiên quả đáng sợ, võ đế thần thông quả nhiên lợi hại. Sau này khi Đại Tần biến trở nên mạnh hơn,
hắn sẽ càng ngày càng mạnh hơn nữa. Doanh Kỳ kích động nghĩ, Yến Nam Thiên cũng rất mạnh, nếu quyết đấu thật sự với hắn, Doanh Kỳ chưa chắc đã thắng dễ dàng như vậy, nhưng nhờ có thần thông, nên sức mạnh của anh ta mới bùng nổ gấp 5 lần, tập trung hết vào một chiêu để đánh bại Yến Nam Thiên, kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên. Ta thua rồi, Yến Nam Thiên lau vết máu trên khóe miệng, cố chịu đựng cơn đau từ vết thương do Cửu Long Chấn Thiên gây ra. Lúc này dù đã thua nhưng trên mặt anh ta không khó chịu hay hối hận. Được mệnh danh là cường giả mạnh nhất Đại Minh, những gì đã hứa hắn sẽ không nuốt lời. Thế nên giờ ngươi là người của trẫm, Doanh Kỳ trầm trọng tuyên bố. Yến Nam Thiên cũng sẵn sàng, hắn quỳ một chân không chút do dự. Thấy cảnh này, Doanh Kỳ gật đầu, hài lòng với tính cách khẳng khái của Yến Nam Thiên. Đây là thuốc trị thương, ngươi uống vào sẽ nhanh chóng hồi phục. Doanh Kỳ vứt cho Yến Nam Thiên một lọ thuốc. Yến Nam Thiên uống thuốc rồi vận công trị thương, một lúc sau mặt mũi trông hồng hào hơn. Doanh Kỳ liếc nhìn sơn trang hộ long, lúc này đã biến thành đống đổ nát. Nhìn kỹ lại thì trong đại điện chỉ còn ngai vàng mà Chu Vô Thị ngồi vẫn lành lặn. Doanh Kỳ nhìn nó, rõ ràng được làm từ loại kim loại được tinh luyện, chả trách vẫn còn đó sau cuộc chiến vừa rồi. Vừa hay nơi đây gián điệp nhiều, cất giữ rất nhiều các mật thư. Chu Vô Thị đã thu thập tình báo khắp nơi nhiều năm, như vậy có thể làm nền tảng cho tình báo Đại Tần nắm được thông tin. Hắn vỗ tay, ngai vàng lập tức di chuyển để lộ ra một mật đạo, giống như hắc băng đài của Đại Tần. Sơn trang hộ long cũng có mật thất trong lòng đất. Doanh Kỳ dẫn Yến Nam Thiên đi vào trong, ở dưới đây, đám tử sĩ trung thành với Chu Vô Thị đang nắm chặt binh khí nhìn ra lối vào. Thấy Doanh Kỳ và Yến Nam Thiên, bọn họ lập tức hét lên, bao vây bọn chúng, giết không tha. Doanh Kỳ cười khẩy. Yến Nam Thiên lập tức biến mất, hóa thành một kiếm ảnh trong bóng tối, màu đỏ như máu tỏa ra, từng sinh mạng đều bị nó thu vào. Mặc dù vết thương của Yến Nam Thiên vẫn chưa hồi phục, nhưng dù sao tu vi của hắn rất mạnh, nên dễ dàng xử được đám tử sĩ này. Không lâu sau, gần 1.000 cái xác nằm la liệt trên đất, Yến Nam Thiên cũng bình tĩnh thu kiếm về, im lặng đi theo Doanh Kỳ. Một lúc sau đập vào mắt anh ta là hàng dãy tủ sách, mỗi một tủ đều chất đầy sách. Doanh Kỳ tiện tay cầm lấy một cuốn, mở ra xem là một cuốn tình báo. Chu Vô Thị sưu tầm mấy năm giờ mình lại được lợi. Doanh Kỳ đọc lướt qua, khuôn mặt nở nụ cười. Doanh Kỳ động tâm niệm, ngay sau đó một cánh cổng màu vàng xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Sức mạnh bất ngờ khiến Yến Nam Thiên sững sờ, hắn càng sợ hãi khi thấy cánh cổng này. Khi cổng ngục tối mở ra, ánh sáng vàng lóe lên, trong nháy mắt dưới hầm xuất hiện cả ngàn người, bọn họ đều mặc đồ đen, nếu không phải mắt thường nhìn thấy, gần như không cảm nhận được hơi thở của họ. Sau khi dọn hết tất cả ở dưới đó, rồi tập hợp với độ nhược, Doanh Kỳ chỉ vào những cuốn sách trong không gian dưới đất.